Xin chào mọi người, mình là Liên đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhạc bài Happy Music ở trên TikTok nhá. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy kết nhạc rồi của trong người mình theo dõi nhá. Đến với động tác của mình thứ nhất. Hai chân mọi người hãy đứng sát vào nhau như thế này. Đồng thời này, tay lấy đà từ trên cao sau đó đẩy xuống. Ok, lấy đà và đẩy. Khi đẩy thì người sẽ nâng cái gót lên, bật nhảy lên cho mình. Đó, tay lấy đà này và bật. Đồng thời cả hai chân nha. 5, 6, 7, 8 và tiếp theo, ngồi tập cho mình trên trái lên trước. Và sau đó đấy, chân phải. Mở, chéo, rộng ra như này nha. Mở. Đó, thì đồng thời này, anh tay mới đang ở đây đúng không? Ngồi sẽ nhấc lên. Chân luôn nhấc, người cũng hướng về phía cùng chân nhé, thả xuống và dừng. Tự lại cho mình này, bật nhảy nhá, lấy đà, bật và dừng. Ok, tiếp theo ngồi nhấc trong chân phải, nhấc lên đổ trụ về phía chân trái này nhá, đồng thời đập hai tay vào nhau. Ok, thử lại này, lấy đà, bật, nhấc, dừng, nhấc, dừng. Ok, sau đó mọi người bật nhảy chéo chân phải ở trên, chân trái ở dưới, cố gắng cái tiết độ bên trong mọi người thoải mái là được, đừng có lỏng quá, đừng lỏng quá. Thử lại nhá, đợt này bật tiếp theo vào lại đập chéo cho mình phải ở trên. Bật lần thứ nhất, vung tay trái lên cao, tay phải vung xuống dưới, hai tay vung ra sau, hai tay vung chéo ra sau mình. Ok, okay. Lần thứ hai thì chỉ vung tay phải lên thôi, ra sau và xuống. Thử lại nhá, dừng lại, okay. Thử lại, dừng, bật, không. Từ đầu 5, 6, 7, 8, bật, lên, dừng và dừng, bật, bật, và bật. Một lần nữa nhé, 5, 6, 7, 8 và bật, lên, dừng, dừng, bật, bật. Tiếp theo, động tác tiếp theo, bây giờ mọi người bước chân phải lên, đang ở vị trí này đúng không? Nhấc bước chân phải lên, chân trái thì kéo dê ở dưới và đúng không? Thì đồng thời mọi người bổ sung thêm tay cho mình này, hai tay lên và sau đó kẹp hai tay xuống song song như này, kết hợp với chân nhá, lên
bây giờ mọi người nối. Bây giờ mọi người nối động tác lại với mình nhá. 5 6 7 8 bật dừng dừng bật bật và ra kè kéo. Đến với động tác tiếp theo, bây giờ mọi người sẽ nhấc chân chân phải đi chéo sang phía bên trái. Đó, cứ đi cho mình chân phải trước, dậm chân phải, chân trái, dịch chuyển theo. Đó, ok. Bây giờ nhá, thêm mình một lớp nữa. Khi mọi người đi như vậy, nhún lên, nhún lên. Đứng dịch ở dưới này để mọi người di chuyển nha. Đi này, nhún lên, nhún lên. Rồi, bây giờ mọi thêm cho mình một cái lớp tay nữa. Khi nhún thì tay kéo, dừng ở đây, lên, thả ra, nhún, dừng. À, thử lại này, nhún lên, nhún lên. Ok, dừng, đi nào, nhún, nhún, ok. Tiếp theo, sau khi mọi người hoàn thành cho mình hai bước đi như này, bây giờ mọi người cái chân phải, sau khi mọi người hoàn thành hai bước đi như này đúng không? Bây giờ mọi người đưa chân phải ngang, vòng hai tay sang hai bên và sau đó nằm xuống dưới này cho mình. Thử lại nhé. Dừng và đi, nhún vuông về. Giờ sẽ là từ đầu thì động tác này cho mình. 5 6 7 8 7 dừng dừng đập ra và ra vuông lên, nhún nhún vuông về. Lần lượt từng tay một thôi, tay trái trước, chéo này, sang này, dừng và dừng. Đó, khi dừng tay thì người của mình sẽ có xu hướng nghiêng sang cùng phía luôn. Dừng, dừng trước, chéo, sang, dừng, dừng. Tiếp theo, ngồi dùng cái phía tay phải đang dừng ở đây, đứng ngang, vòng lên, thu về đây và kéo ngang lại về vị trí cũ cho mình. Thử lại nhé. Kéo sang, dừng, dừng, đấm, vòng, kéo. Ok, bây giờ khi tay đấm như vậy thì chân nhé mọi người, chân phải thu cho mình về đây, hai chân gần lại với nhau và đổi đầu gối chân trái lên. Thử lại nhé. Kéo sang, dừng, dừng, đẩy và đẩy. Đó, đụng chân trái lên, đổi đầu gối chân trái lên. Từ lại này, 5, 6, 7, 8, chéo, sang, dừng, dừng, đẩy, đụng. Tập 1 thì mọi người chéo đến đây thôi, bây giờ đến đó, mọi người thử hết nhạc lại cùng mình này. Chân chân cùng lại cùng mình. Girls in the Yeah.
làm cái thóng người của mình, thóng người làm đến cái hông thôi, thì mình vẫn để chân ra, chân trái phía trước, chân phải ra sau. Mình sẽ nhắc lại nhá, nếu mọi người chưa biết làm thóng người thì nối cho mình ba cái điểm này: ngực, hông, đầu gối chạm vào tường hoặc là mặt phẳng gì đó, chạm vào tường, hông, đầu gối đi lên, nối cho mình ba cái điểm này. Thả lỏng ra. Tiếp theo mới lùi cho mình vào chân phải, lùi vào cái chân phía sau, lùi rút cái chân còn lại. Và sau đó thì dậm về thẳng người, hình dung nhá, lùi và về thẳng đó. Đồng thời này, tay này, hai tay chạm vào nhau như thế này, vung cho mình, vung ra phải và dừng trên cao như này. Thử lại này, người bật chân ra và vung tay dừng. Tiếp theo mọi người lùi, cũng lại mọi lùi vào chân phải, lùi bên phải và hạ tay xuống đó. Ok, bây giờ này cái chân trái của người đang ở phía trên đúng không, thì mọi người bước chéo sang đây, mình bước bước và nhún nhún và thu chân vào lại đó. Đồng thời nhá, tay này mọi người làm thả lại đặc biệt là như này, mọi người thả lỏng xuống, còn tay trái thì mọi người nhấc và dừng. Còn cái này mình hình dung này, chân nhún, tay trái nhún và lên. Ok, thử lại cho mình từ đây nhá, nối nào, cuốn sóng, bật chân, lùi và lùi lên, chéo về. Mọi người nối động tác từ đầu đoạn 2 đến đây này, chéo sang, dừng dừng, vung dừng, sóng sang, lùi lên, lùi xuống và chéo về. Ok, động tác tiếp theo khá là khó, cái chân mình này bình thường hai chân sẽ sát sau được chưa. Tiếp theo mở cho mình cái mũ chân phải, thì đồng thời mọi người trụ. Ok, động tác đầu tiên hai chân song song như này, chân phải mở cái mũ lên thì chân trái mở gót. Ok, để làm quen lại nhá. Sang phía bên phải, chân phải nào mở mũi, chân trái mở gót, phía sau tương tự. Sang phía bên trái thì chân trái mở gót, mở mũi. Tương tự sang phía bên trái thì chân trái mở mũi, chân phải có về sang phải nha, về qua trái, về phải, về trái, về đường. Mình chỉ cần nhớ dòng này, sang phía bên nào thì chân phía bên đấy nhấc cái mũi lên. Tiến cho mình bằng cái chân phải, tiến lên, mở rộng chân ra, tiến. Ok, thì khi mọi người làm tiến, khi mọi người tiến chân như vậy thì mọi người hất cho mình cái đầu cùng hướng chân hất ra. Mọi người
chân đi lên như này giúp mình. Ok chưa? Thử lại nhá. Làm 4 lần chân. 3 4 lần đi lên. Đi lên. 2 lần thôi. Và sau đó này, đến lần thứ 3 thì chân đứng bước nhưng mà không hất đầu, không hất đầu nữa, không cần phải đổ người nữa mà ngồi xoay cho mình. Xoay lên, xoay lên, xoay lên. 2 vòng. Không không hất đầu, không hất đầu và đổ người nữa, người xoay 2 vòng tay vào với nhau cho mình. Ok chưa? Sau đó nhấc cái tay trái. Sau đó nhấc tay phải lên và giật xuống. Khi giật xuống thì nhấc chân trái và nhún. Thử lại nhé. Lên lên và xoay lên giật. Vừa rồi thì các bạn đã cùng nhau tập xong bài Put in Music. Thì có điều gì thắc mắc về động tác hay là có những câu hỏi nào ấy, thì mọi người hãy cứ comment xuống để giới thiệu cho mình biết nhé. Cố gắng lên.